Xin chào các bạn đoàn viên thanh niên. Từ tháng 2 năm 2022 thì Trung ương Đoàn ra mắt cái ứng dụng Thanh niên Việt Nam cho phép số hóa toàn bộ thông tin của đoàn viên thanh niên trên cả nước. Vì vậy là huyện đoàn yêu cầu toàn bộ đoàn viên thanh niên của trường chúng ta phải tải và cài cái ứng dụng Thanh niên Việt Nam và cập nhật thông tin lên trên đó. Thì video này thầy sẽ dẫn các bạn chúng ta cài đặt ứng dụng và cập nhật thông tin lên trên ứng dụng này. Thì ở trên điện thoại chúng ta sẽ vào CH Play hoặc là App Store để tải và cài đặt ứng dụng. Chúng ta sẽ tìm kiếm tên ứng dụng là Thanh niên Việt Nam. Đây. Chúng ta sẽ cài đặt cái ứng dụng này. Như vậy sau khi cài đặt ứng dụng xong, chúng ta sẽ mở lên. Ở đây chúng ta bấm cho phép. Thì tại cái màn hình này chúng ta sẽ bấm đăng nhập ở đây. Như vậy là hiện tại chúng ta chưa có tài khoản để đăng nhập. Như vậy tại màn hình này chúng ta sẽ bấm tiếp vào đăng ký ngay. Ở đây chúng ta sẽ nhập họ tên, số điện thoại và mật khẩu để đăng ký. Mật khẩu chúng ta lưu ý là nhập tối thiểu là 8 ký tự và nhập không dấu viết liền nhau. Chúng ta có thể bấm vào biểu tượng con mắt ở bên cạnh đây để kiểm tra xem hai dòng mật khẩu nó giống nhau chưa. Chúng ta sẽ tích vào cái ô này. Sau đó bấm đăng ký. Thì hệ thống sẽ gửi cho chúng ta đến cái số điện thoại mà chúng ta phải đăng ký một cái mã OTP. Như trường hợp này là 357508. Như vậy nếu mà chúng ta sử dụng số điện thoại mà không phải là trên điện thoại mà chúng ta đang sử dụng thì chúng ta phải kiểm tra tin nhắn ở cái số điện thoại đó để chúng ta nhận cái mã OTP và nhập vào đây. Sau chúng ta bấm xác nhận. Đó, thì khi chúng ta nhận được thông báo như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công. Tiếp theo đến cái màn hình này thì chúng ta sẽ nhập cái thông tin mà chúng ta vừa đăng ký để đăng nhập. Chúng ta bấm đăng nhập. Tiếp theo chúng ta sẽ cập nhật đầy đủ thông tin lên trên ứng dụng này. Chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng tên của mình ở góc trên bên trái màn hình ở đây. Chúng ta bấm vào biểu tượng hình cái bút ở góc trên bên phải đây để cập nhật thông tin của mình. Như vậy ở màn hình này thì các bạn lưu ý là các cái mục mà có dấu sao là chúng ta phải nhập đầy đủ. Đây, cái mục nơi sinh hoạt đoàn là cái mục có dấu sao thì chúng ta phải chọn đầy đủ. Mục này thì chúng ta sẽ chọn là các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc. Tiếp theo mục này thì chúng ta sẽ chọn tỉnh của mình. Chúng ta chọn huyện. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào mục đoàn, chi đoàn cơ sở. Chúng ta chọn trường chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào chi đoàn. Thì ở đây là thầy đã tạo tài khoản cho các cái chi đoàn. Thì chúng ta sẽ chọn chi đoàn tương ứng mà mình thuộc lớp nào. Ví dụ đây là thầy chọn chi đoàn giáo viên. Còn chúng ta sẽ chọn chi đoàn là lớp của mình. Ở phần hội liên hiệp thì chúng ta cũng tương tự như ở trên. Chúng ta chọn tỉnh. Tiếp theo là chọn huyện. Ở phần xã thì chúng ta không cần chọn. Và cái phần hội sinh viên chúng ta cũng không cần chọn. Tiếp theo các cái mục như dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa vân vân thì các cái mục này là không có dấu sao thì chúng ta có thể chọn cũng được mà không cũng được. Sau đó chúng ta sẽ bấm hoàn tất, chúng ta bấm có để lưu thông tin. Như vậy là sau khi cập nhật thông tin thì chúng ta phải làm một cái việc là gửi thông tin đến cán bộ đoàn. Chúng ta bấm vào đây. Như vậy để gửi được thông tin đến cán bộ đoàn xác thực cái thông tin cho chúng ta thì chúng ta phải chọn thêm cái mục là chức vụ đoàn và ngày vào đoàn. Ở đây chúng ta sẽ nhập ngày vào đoàn. Tiếp theo chúng ta phải xác thực cái thông tin của mình bằng căn cước công dân. Như vậy chúng ta bấm vào xác thực ngay ở đây. Thì tại bước này chúng ta có thể chọn cái chứng minh nhân dân cũ, tức là chứng minh nhân dân không có gắn chip, hoặc là chúng ta chọn căn cước công dân gắn chip. Chúng ta chọn vào căn cước công dân gắn chip. Thì đến cái bước này thì chúng ta phải chụp lại cái căn cước công dân của mình ở cả hai mặt là mặt trước và mặt sau. Ở đây chúng ta bấm cho phép. Chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn ở đây để chụp hai mặt của căn cước công dân. Thì tiếp theo tại bước này là hệ thống đang hướng dẫn chúng ta xác thực khuôn mặt. Chúng ta sẽ rơi điện thoại ngay trước khuôn mặt của mình để xác thực khuôn mặt. Như vậy là các bạn làm theo hướng dẫn để chúng ta xác thực khuôn mặt. Thì khi xác thực thành công thì chúng ta sẽ nhận được thông báo như thế này. Chúng ta kéo xuống cuối cùng và chọn đăng ký. Như vậy là sau khi chúng ta bấm đăng ký thì tại màn hình này chúng ta sẽ thấy xuất hiện cái chữ chờ duyệt ở đây. Tức là thông tin của chúng ta đang trong quá trình chờ cán bộ đoàn cấp trên duyệt. Tức là đối với trường chúng ta là thầy bí thư đoàn trường. Thì sau khi mà thầy duyệt cái thông tin cho chúng ta thì thông tin của chúng ta mới được cập nhật lên trên hệ thống. Như vậy là đến bước này chúng ta đã thực hiện xong quá trình đăng ký cái thông tin của chúng ta lên cái app Thanh niên Việt Nam. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.